Thì khi hết bảo hành bạn qua thì mình, tụi mình, anh em mình sẽ cân nhắc một vài quyền lợi với nhau. Đợt đó là bảo hành 12 tháng. Hết thời gian bảo hành mà cái gì mà mình sửa được thì mình sửa. Còn cái nào mà sửa không được, ok, coi như là thời kỳ của nó như vậy. May á thì các bạn sử dụng được. Mình nói thẳng luôn á, xui các bạn, hết bảo hành là hết trách nhiệm. Mình bán là bán cái sự hài lòng của khách hàng. Mà hài lòng ở đây á, đối với mình nó phải là hài lòng tuyệt đối. Các bạn cứ yên tâm nha, là nếu các bạn mua đồ của mình thì mình tuyệt đối chịu trách nhiệm toàn bộ cho nó, kể cả là nó hết bảo hành. Hello, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Xem Shop. Thì hôm nay tụi mình mới gặp một chuyện rất là hy hữu các bạn. Thật ra là ngày xưa gặp rồi, nhưng mà cái chuyện này nó lại hy hữu hơn nữa. Và mình lần đầu tiên gặp, mình muốn quay lại cái này để mình chia sẻ với các bạn. Và cũng muốn nói chút xíu về dịch vụ của tụi mình. Thì trên tay của mình nó là full một cái bộ màu hồng rau kia hỗ trợ. Thì chuyện nó là như vậy, mình có một anh khách, anh cũng rất là ok. Và anh qua mua đồ của bên mình. Cụ thể nhất là mua một cái đèn, full một bộ đi cầu, mạch công, thêm bát linh tinh linh tang nữa. Thì mình thấy ở đây là full. Thì tổng cái chi phí của đợt đó ảnh mất là 2 triệu. Thì mình hồi nào giờ là vậy nè, cái nào mà tụi mình tự sản xuất ra, tụi mình sẽ bảo hành cho khách 12 tháng, hư là sẽ được đổi mới luôn, mình không có sửa. Và sau 12 tháng mình mới tính tới câu chuyện sửa, nghĩa là sau 12 tháng mà sản phẩm có trục trặc gì. Ví dụ như bữa mình có nói là cái công tắc này mà hư, thì cái công tắc này nó quá rẻ mà các bạn, nó có mấy chục ngàn à. Thì tụi mình làm cực lắm, thì lấy cái này bán cho bạn một cái công tắc mới để các bạn xài tiếp. Cái đó là câu chuyện sau thời gian bảo hành. Thì các bạn tốn 30-40 ngàn để mua công tắc gắn vô để xài tiếp. Và hư cái gì thì mình sẽ hỗ trợ các bạn thay thế cái đó với một giá rất là ok, chứ không phải là một cái giá bán mới. Nhưng mình vẫn bảo hành, ví dụ như thấy cái này vô, ok, công tắc này vẫn bảo hành cho các bạn 12 tháng không sao hết. Rồi, thì câu chuyện tiếp theo là ảnh mua cái đèn full bộ. Ảnh mua từ tháng 6 năm 2020. Thì mạch mình bảo hành 12 tháng. Đèn là bộ đèn, đây, đây là cái mạch. Cái mạch đó, nếu các bạn không biết cái mạch là cái gì, cái mạch đó là cái được tạo ra để lấy nguồn điện cấp cho cái đèn này, nguồn điện tốt nhất có thể. Tại sao nó lại cao là vì trách nhiệm của tụi mình nằm trong đó, là cái sự an toàn tính mạng của các bạn, an toàn của cái xe của bạn, nó nằm hết ở trong này nè. Thì khi mà sản xuất á, tụi mình luôn chọn những cái đồ tốt nhất trong cái sự cho phép của mức chi phí. Thì bộ này lúc rồi mình bán 350 thì vốn của anh các bạn 12 tháng, mạch nào cũng 12 tháng hết. Còn cái đèn này nè các bạn, cái đèn này á, tụi mình cũng giống như tất cả những đơn vị khác là nhập về và bán. Nhưng câu chuyện mình nó khác biệt một chút là làm việc với bên nhập hàng nó rất là lâu rồi. Gần như là họ đã biết cái cách làm việc của mình rồi, xưa giờ rồi. Đưa đồ là đưa đồ tốt nhất, không có phải loại 1, cũng phải loại 2, cũng phải loại 3, nó không có chia loại. Nó chỉ có một loại thôi, mình xưa giờ mình lấy có đúng một loại thôi. Bất cứ sản phẩm nào để lên đây đa số là đều phải qua tay của mình, là mình phải test hết. Ok thì mình mới cho lên đây bán cho các bạn. Tại bản thân mình mà không ok mình cũng không dám bán nha các bạn. Tại vì cái chuyện mình bị ăn phốt đó là cái chuyện mà mình rất là sợ. Không phải là sợ cái kiểu mà sợ như một đứa nít, không có. Sợ ở đây nghĩa là tụi mình luôn phải cố gắng làm tốt nhất có thể, ý mình là như vậy. Cho nên đó là cả nhân viên shop, cả bạn tư vấn, cả bạn thợ, cả tất cả những bộ phận mà dưới quyền của mình, mình đều nói với mấy bạn biết về cái hệ lụy khi mà bị những cái phốt. Thì hôm nay quay lại, cái đèn nó hết bảo hành rồi. Cái này là một phần của cái đèn, nó là cái đèn bi cầu này nè. Để mình lấy cái đèn bi cầu cho các bạn xem để cho các bạn dễ hình dung. Là đây á, khi mà mình đặt một cái sản phẩm đèn ở đơn vị sản xuất, họ gửi vào đây, thì đây là nguyên một bộ của nó. Nó gọi là cái đèn. Cái này á, nó chỉ có cái led thôi. Cái driver của cái led nó nằm ở đây. Là nguyên phần này là của cái đèn, được bảo hành 6 tháng, hư là sẽ được đổi mới. Còn đối với một cái đèn trợ sáng như thế này, là thay vì nó có cái như thế này, nhưng mà không, cái này nó nằm luôn trong cái body này luôn rồi. Các bạn hiểu về nó đúng không? Thì cái này là một phần của đèn. Nếu nó là một phần của đèn thì thời gian bảo hành của nó là 6 tháng. Bây giờ nó hư rồi, ảnh xài tới nay là 10 tháng rồi, nó mới bị trục trặc. Mua một cặp thì bây giờ trục trặc một cái. Nó ngặt cái này nè, cái anh mà mua của mình bán xe cho một người khác và nói với họ là đồ đã lắp bên này, được bảo hành vậy 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 đó, nó bị truyền miệng lại. Thì mình cũng nói rõ ràng là mạch bảo hành 12 tháng và đèn bảo hành 6 tháng. Thì cái anh mà mua lại chiếc xe đó hôm nay bị hư thì mới nghĩ là cái này nó là cái mạch, cái này là một phần của mạch, thành ra là cái này nó phải được bảo hành 12 tháng. Thật ra thì cái chuyện đổi mới cho các bạn nó quá đơn giản với mình rồi, bữa mình nói rồi. Nhưng mà nó là như vậy nè, mỗi một thời kỳ cái xưởng đó nó sản xuất ra một cái lô đèn như vậy 10.000 con, bán hết là sản xuất một lô mới. Thì xui một cái là cái lô mới và cái lô cũ nó không xài chung một cái ballad, nó khác biệt, nó thay đổi. Ví dụ như là Samsung ngày xưa nó xài tai nghe là jack 3.5, thì bây giờ đâu còn cái Samsung nào jack 3.5 nữa, mà nó xài Type-C luôn rồi. Như cái điện thoại của mình xài jack Type-C, thì bây giờ không thể nào đổi thừa cho nó. Là có nghĩa là bây giờ ảnh kêu gọi mình hành thì ảnh lại nói những cái câu mà là mình cảm thấy rất là bị tự ái đụng chạm vô. Cái có nghĩa là shop làm ăn như con
lằng nhằng rồi bảo hành các thứ. Nhưng mà nói tới gì bảo hành nó dễ lắm, mình quăng cục này vào thùng bảo hành, ê khách tao mua mới được 3 tháng à, hư rồi, mày đổi cho tao đi, là bên kia họ ô tô đổi cho mình luôn. Nhưng mà nào giờ mình làm việc rất là nguyên tắc, thời gian bảo hành như vậy, họ áp cái thời gian bảo hành xuống đây thì mình cũng áp thời gian bảo hành đó vô khách hàng luôn, khách hàng phải được quyền lợi tốt nhất. Thì sau quân anh cũng nói những cái lời mà anh cứ nghĩ đó là những cái lời đúng, và mình nhiệm vụ của mình là phải đổi cái này cho ảnh, có nghĩa là ảnh đưa mình vào một cái thế rất là khó từ chối, nhưng mà mình thì mình dễ chịu lắm. Thì bây giờ mình sẽ cầm cái này qua, mình giải thích cho ảnh kỹ, và đương nhiên mình bắt cướp một trường hợp nếu như mà ảnh không chấp nhận cái lời giải thích của mình, mình sẽ thu hồi cái đèn kia về, thu hồi lượng của này, coi như mình bỏ sản phẩm này luôn, mình sẽ không gửi bảo hành lại. Ok, mình nguyên tắc xưa giờ hết bảo hành là hết, không có hỗ trợ gì nữa hết, hết bảo hành là xong, coi như là mình không thể đổi mới cho các bạn nữa, ý mình là như vậy. Và mình sẽ đưa cho anh cái này để anh xài được, giải thích cho anh kỹ. Và mình sẽ từ chối luôn những khách hàng cố tình không hiểu. Không thể nào các bạn mua sản phẩm điện tử mà suốt cái cuộc đời nó không bao giờ hư. Nó phải hư thì người ta mới bán được. Rõ ràng tất cả những cái đồ đây mình đảm bảo luôn, không có nào bạn xài trọn đời, nó không có cái nào hết á. Thực sự luôn, có những cái lô mạch đời đầu mình sản xuất á, mình bảo hành cho các bạn trọn đời là mình rất chơi rất là lớn. Thì thôi, để mà bớt lằng nhằng thì bây giờ mình sẽ qua bên kia để giải thích rõ anh vấn đề này. Thì nếu như mà anh ok, anh em vui vẻ thì cái đèn này mình bán 350.000, ok anh mua cái mới, anh đưa anh 350.000 thì anh có đồ xài. Còn nếu mà anh vẫn không hiểu, anh vẫn cố tình không hiểu và lá lá cái thứ để mình phải đền bảo hành cho ảnh, thì ok mình đưa cái đèn này cho ảnh luôn. Và câu chuyện này thì là câu chuyện mình biết là những anh em sếp khác mình gặp rất là nhiều, mà mình thì làm việc đâu ra đâu đàng hoàng, mà đó thì mới ra đó nha. Ok, lên đường. Ok, bây giờ đi các bạn. Qua bển đến đèn ổng hay là qua bển làm cho ổng luôn? Không, qua bển. Ây da, em nói em giải thích cho ảnh biết về cái sự này của ảnh thôi, chứ còn tiền bạc rap gì đó thì anh vẫn phải ấy với ảnh thôi. Thì bây giờ mình sẽ chạy chung với Grab này qua bên cái địa chỉ nhà của khách luôn. Tại vì khách gửi qua đây thì bây giờ mình cầm qua, mình phân tích rõ cho anh khách hiểu rằng cái sự việc nó đang vận hành như thế này nè, là tất cả nó đều phải vận hành như thế này. Chứ mình không có chơi trên đầu của cái người phân phối hàng cho mình, là mày bán cho khách hết 6 tháng bảo hành rồi, mày giờ mày cầm lại mày đưa cho tao. Thật ra mình làm được luôn á, mấy cái chuyện đó là cái chuyện cục bắp. Nhưng mà thì khi mình ra mở làm ăn mình thích win-win, win luôn cả nhà phân phối, win luôn cả cho khách hàng và win luôn cả cho mình. Thì nếu mình muốn khách hàng win thì mình cũng không có lấy cái sự thua thiệt của nhà phân phối để chỉ dành cho khách hàng win và mình dành khách hàng về mình, không có đâu, mình không có làm chuyện đó đâu. Thì nếu mình muốn win á, mình sẽ dùng tiền túi của mình hỗ trợ luôn, mình dùng cái tiền túi của mình để mình chi trả cho cái sự win của khách luôn, mình chấp nhận chịu thiệt luôn. Hồi xưa giờ mình chịu thiệt nhiều rồi, cho nên mấy cái này đối với mình nó nhỏ nhặt lắm. Mình thì luôn muốn là khách hàng của mình á phải được một cái best nhất trong cái khả năng của mình, chứ không thể nào mà mình lại chơi những cái trò bẩn bựa tốt bằng lời nói, không có đâu. Nếu mà bạn nào đã là khách hàng của mình á thì các bạn cứ bình luận bên dưới nha. Bình thường đàn ông trai nắng gì ba cái đồ yêu này. Ngày xưa em cũng chạy xe ôm mà. Dạ. À. Giờ cái này ngon rồi. Có cái ngày này ngon rồi. Ngon đâu mà ngon anh, mệt chết đi được. Lương sàn là xỉu em. Không có tiền mà ăn nữa. Có tiền đi phượt chứ đâu có tiền ăn. Không có, em coi coi cái nào nó hư để em giải quyết luôn cho anh. Dạ em là chủ. Tại vì á là em nói anh á là em thử nhà là không có được. Đây nè, đây nè, anh nói cho anh nghe cái dây này nè, là cái dây là của cái đèn, của cái đèn của em đưa cho anh. Không, nó của cái đèn nè anh. Khoan, em đưa cho anh là cái dây này. Em đưa cho anh hả? Đúng rồi, rồi okay, em đưa cho anh là cái dây này, đúng không? Thì cái dây này nó nói với cái này ra cái này, đúng không? Đúng rồi. Thì cái thằng lúc đầu nó làm là làm nguyên bộ luôn, là từ cái đèn này ra ngoài đây luôn. Dạ. Sau đó nó đổi có cái này thôi. Ok, thì mình đã giải quyết xong thì cái chuyện nó không có gì quá là to tát đâu. Cái như mình nói á, mình hạn chế quay mặt khách, tại vì cái chuyện mà các bạn giống như là khi mà xử lý á, có hay có người kiểu như này. Sao sao mà nói gì? Mà nói gì? Kiểu như vậy là ta đã không muốn nói chuyện, ta muốn đấm mặt bạn rồi. Thì mình cũng hạn chế quay video, nghĩa là public thông tin của khách. Thì á, anh khách anh hiểu nhầm. Thì hồi xưa giờ á, cái đèn này nó vận hành vậy nè các bạn. Đây là một cái đèn có cái dây và có ba lát, thì đây là một phần của đèn. Thì cái này nó giá trị của nó là 350.000 và được bảo hành 6 tháng. Còn cái mà để các bạn phải muốn xài cái này là phải có điện cấp vô nó, rồi phải có qua công tắc, rồi thêm dây điện, rồi thêm cầu chì để bảo vệ cái an toàn hệ thống xe, thì nó cần phải có bộ mạch. Thì đây á, nó là bộ mạch. Thì cái này tụi mình bảo hành 12 tháng, cái này tụi mình bảo hành 6 tháng theo đúng với cái đơn vị họ phân phối áp xuống. Thì mình vẫn tôn trọng cái đó, là xưa giờ mà anh em làm việc với nhau mấy năm rồi thì xưa giờ nó là như vậy. Thì anh khách ảnh lại hiểu sai cái vấn đề, phun cái bộ đồ đó là mình làm,
Nhưng mà bữa đó thì ảnh lại bị hư cái đèn, hư cái này. Nhưng mà cái thời điểm đó nó đèn nó hết bảo hành rồi, ảnh không có nhắn cho tụi mình. Thì nó là hai người luôn các bạn, một người là chủ xe, một người là bán xe cho người mới, thì người mới làm việc với mình. Thì cái đèn nó hư, ảnh mới qua một đơn vị khác để ảnh thay mỗi cái này thôi. Thì đâu có được các bạn, đáng lý là bên đơn vị họ bán họ phải hiểu là nó đi chung một bộ với nhau. Bạn chơi, bạn thay cái đèn này cho khách xong cái vài bữa nữa cái ballast này của tôi hư, đâu có được. Thì bây giờ ảnh lại nghĩ là cái này của tụi mình nè, full một bộ này nè, bảo hành 12 tháng. Thì đó là lý do mà tụi mình lằn nhằn rồi đủ thứ trò hết. Thì mình đơn giản lắm, ok, coi như anh em mình làm quen, mình đổi cho khách cái ballast là xong, kết thúc chương trình, chạy qua đó làm việc cho nó tiện. Thì qua việc này thì mình cũng muốn nhắn nhủ với các bạn như vậy nè. Mình không biết anh em khác làm việc sao, nhưng mà riêng mình á, mình không có bán sản phẩm các bạn ơi. Hồi xưa giờ mình nói rồi, mình nói mấy đứa như vậy á, tụi em đừng bán sản phẩm. Sản phẩm thì ai bán cũng được, mình bán là bán cái sự hài lòng của khách hàng. Mà hài lòng ở đây á, đối với mình á, nó phải là hài lòng tuyệt đối. Win-win là bạn win tôi cũng win, có nghĩa là phải win win thì mới được, chứ không có kiểu là mình bán được cho ai đó một cái đèn là mình mừng lắm rồi mình ok sau này có gì tụi mình đùng đẩy, trách nhiệm không có đâu. Tụi mình á ăn hành của người ta hoài luôn á, mà tụi mình không bao giờ đem những cái chuyện đó lên mạng nói đâu, có nghĩa là đồ nó vậy đó, tụi mình chỉ có một món nhỏ thôi. Tự nhiên qua mình làm hết nguồn xe của người ta, nhưng mà cái đồ hư là đồ của người khác. Lâu lâu mình hứng hứng lên mình vẫn quay, nhưng mà mấy cái đó thì nó hơi nhạy cảm. Thì rồi đó là cái chuyện ngày hôm nay mình, nói chung là đi nắng giờ này mình rất là nhức đầu, mệt, 12 giờ mà nắng khủng khiếp. Các bạn cứ yên tâm nha, là nếu các bạn mua đồ của mình thì mình tuyệt đối chịu trách nhiệm toàn bộ cho nó, kể cả là nó hết bảo hành. Thì khi hết bảo hành bạn qua thì mình, tụi mình, anh em mình sẽ cân nhắc một vài quyền lợi với nhau. Đợt đó là bảo hành 12 tháng, hết thời gian bảo hành, mà cái gì mà mình sửa được thì mình sửa, còn cái nào mà sửa không được, ok, coi như là thời kỳ của nó như vậy. Các bạn bỏ 1 triệu ra mua sản phẩm 12 tháng hết hạn, thì có nghĩa là mỗi một ngày nó cắt đi một chút. May á thì các bạn sử dụng được, mình nói thẳng luôn á, là may á các bạn sử dụng được lâu dài. Xui các bạn hết bảo hành là hết trách nhiệm, là mình cũng không cách nào khác hết, tại vì mình không có trực tiếp sản xuất cái này. Mình chỉ đơn giản là tìm đơn vị họ cung cấp sản phẩm tốt nhất với giá cả phải chăng, nhập về bán. Sản phẩm mai bán cũng được, quan trọng là chất lượng dịch vụ mình mang lại là mình khá là tự tin, là tụi mình đã làm tốt nhất có thể rồi. Không thể nào có chuyện mà tụi mình làm những cái trò sầm địch khác. Tụi mình đi chơi các thứ, một buổi đi chơi mình cũng mấy triệu, có khi là mười mấy triệu thì mình còn chơi được. Huống hồ gì là cái sự hài lòng của khách hàng, mà có mấy trăm ngàn mà đổi ra được sự hài lòng của khách hàng là mình rất ok luôn. Quyến quyết là chơi. Thì không phải là khách nào cũng sẽ hỗ trợ như vậy, cũng tùy như nãy mình nói đó, là bạn hiểu cho mình thì ok, anh em mình hiểu nhau thì nó dễ làm việc. Còn nếu một khi bạn không hiểu cho mình, dù kể cả là sản phẩm hết bảo hành, cứ cầm qua đây mình trả tiền lại cho các bạn luôn cho nó nhanh. Chứ không thể nào mà đổi cho các bạn xong rồi các bạn lại xài nó ở một cái tâm thế là đồ này đồ bố thí, đồ này đồ cho, hay là thế này thế nọ, thì mình cũng không vui. Cho nên là ok, mình nói rõ ràng như vậy để sau này dễ làm việc ha. Rồi, đó là toàn bộ video ngày hôm nay. Thì có bất kỳ thắc mắc gì, bạn cứ bình luận bên dưới, mình sẽ đáp nha. Nếu các bạn chưa đăng ký kênh thì hãy đăng ký kênh để tiếp tục theo dõi những video tiếp theo nha. Bye bye.